Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị để quý vị biết về cái cây gỗ sưa này. Nhiều người dòng gỗ sưa nhưng không biết giá là bao nhiêu tiền một cân, hoặc là chúng ta không biết là bán như thế nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về gỗ sưa. Cái cây gỗ sưa khi bắt đầu mà chúng ta mua giống về chúng ta trồng thì cái cây giống của nó có hai loại, một loại là sưa đỏ và sưa trắng. Thế thì chúng ta nhận biết được sưa đỏ hay là sưa trắng thì chúng ta sẽ nhìn vào cái lá của nó, chúng ta sẽ nhận thấy được. Với những cây sưa mà dòng được 5 năm, 10 năm thì nó chỉ bằng cái bắp chân thôi. Còn những cái cây sưa mà nó dòng được 20 năm, 30 năm hay là 50 năm thì nó sẽ cho chúng ta được rằng là cái cây đó nó sẽ có lõi. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn để chúng ta biết được là những cái cây gỗ sưa khi mà chúng ta nhìn, chúng ta sẽ đánh giá được cái cây gỗ sưa nó có nhiều lõi hay không. Bản thân của cây gỗ sưa ấy thì chia sẻ cho quý vị là lúc nó còn bé thì nó chủ yếu là rác, nó trắng hết. Chúng ta cắt thân nó ra thì chúng ta thấy được rằng là hoàn toàn nó là rác, nó không có lõi. Nếu như cái cây gỗ mà nó được khoảng độ đường kính khoảng độ 10cm thì nó hầu như là không có lõi. Nếu như có lõi thì là những cây đó nó bị cằn, nó bị cỗi thì có thể nó được 1-2 phân lõi. Còn những cây mà lớn phổ thông thì tầm đường kính khoảng 10cm là nó sẽ không có lõi. Thế thì để đem cái giá trị cho quý vị thì những cây sưa nào là những cây sưa mà chúng ta có thể khai thác được. Người ta gọi là khai thác non một chút thì cái cây sưa hiện tại bây giờ nó cũng phải rơi vào tầm cỡ khoảng độ trên chục năm. Và cái vòng dây của nó phải được tầm cỡ khoảng độ 50-60 độ lên thì may ra chúng ta mới thấy có lõi. Thế thì những cây gỗ mà đường kính được 50 hoặc 60 trở lên thì những cây gỗ đó nó cũng phải có những cái tuổi thọ là trên chục năm thì nó mới có cái đường kính như vậy. Ở đây chúng ta nhìn thấy một trong những cái vườn sưa và chúng ta nhìn thấy được rằng là ở đây có những cây sưa vòng quanh của nó lên tới 80. Cây sưa vừa nãy tôi chia sẻ cho quý vị là cây sưa đầu tiên, vòng quanh của nó được 80. Còn những cây sưa hiện tại quý vị nhìn thấy trên màn hình này thì sưa của nó sẽ được 65 đến 70, đấy là vòng quanh. Những cây sưa này thì cũng đang có lõi rồi. Thế nhưng mà chúng ta thấy được rằng nếu muốn cây gỗ sưa mà càng nhiều lõi thì chúng ta phải biết cách, chúng ta sẽ đánh và di chuyển sang một cái vị trí khác để dòng, sau đó là chúng ta cắt ngọn nó đi đấy, để chúng ta nuôi lõi. Thì những cây sưa đó nó sẽ rất là nhiều lõi, đúng không ạ? Thế cho nên là đối với những người mà chuyên nghiệp về sưa ấy, thì người ta có rất nhiều cái phương pháp để người ta xử lý cái lõi. Có những người thì tiêm thuốc vào để cho lõi gỗ sưa nó phát triển mạnh hơn. Nhưng cũng có người thì người ta dùng cái cách phổ thông, tức là người ta đào từ lúc bắt đầu mới trồng ấy cho đến 10 năm, 20 năm người ta đào lên, người ta thay đổi vị trí. Để làm gì? Để cho cây sưa đó nó sẽ phát triển ở cái thân. Và điều đặc biệt là họ sẽ cắt hết ngọn đi để cho nó ra một cái lớp cành mới và nó nuôi thân. Thế cho nên là quý vị nhìn thấy cái cây sưa ở đây, quý vị thấy được rằng là nó khá là to rồi, đường kính nó được 80 rồi. Thế nhưng mà người ta vẫn cứ không có lấy gỗ và người ta vẫn nuôi thân, nuôi lõi. Và người ta phải trồng như thế này, cắt hết ngọn đi và người ta nuôi lõi. Đấy là cái giá trị mà chia sẻ cho anh em để cho anh em nắm được. Đừng nghĩ rằng cây sưa to mà đã là nhiều lõi, đúng không ạ? Người ta phải biết cách thì lõi của nó mới phát triển, mới lớn, mới nhanh và nó mới nhiều lõi. Và những cây nhiều lõi thì đương nhiên rằng là cái giá trị của nó sẽ rất là cao. Thế cho nên là đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi mong muốn rằng là chia sẻ cho quý vị. Bởi vì đây cũng là một những cái bí quyết mà rất là nhiều người dòng gỗ sưa rồi cứ để nguyên ở vườn, không có chịu cắt cành, cắt ngọn, tỉa nó đi để nuôi nó, để nuôi cái thân lõi của nó cho nó phát triển. Cho nên là mọi người cứ để nó lớn và hoàn toàn nó chỉ có nuôi lá, nuôi cành thôi, chứ nó không có nuôi lõi. Cho nên là
một trong những cái bí quyết để chia sẻ cho anh em. Anh em nếu đã là có vườn xưa, anh em lên lắm mắt được cái cơ hội này. Bởi vì là gỗ xưa ấy, chủ yếu là bán nõi thôi, càng nhiều nõi thì càng đắt tiền. Đấy. Chứ còn nếu mà cây gỗ xưa mà cắt ra nó toàn rác không ấy, thì cũng chỉ làm củi thôi, chả làm gì cả. Đấy cũng là một cái cách chia sẻ cho anh em. Anh em có gỗ xưa thì anh em lên điều chỉnh đi để cho nó năng suất, đúng không ạ? Và những cây gỗ xưa như quý vị nhìn ở đây, một số cây gỗ xưa đã đang đánh đi để dòng ra chỗ khác, mà chúng tôi cũng muốn là chia sẻ cho anh em cắt hết ngọn nó đi. Đấy. Và chúng ta đào gốc, chúng ta di chuyển nó đi sang một cái vị trí khác, sau đó là chúng ta lại dòng nó lên. Đấy. Đây như cái cây này, quý vị nhìn ạ, cái cành ở gốc thì nhìn cái đốm đen này. Đấy, đấy là nõi. Đấy. Còn một số các cái cây gỗ xưa ấy mà người ta cắt đi, đào lên để người ta thịt nó ra để lấy lõi, thì những cây nó đã gọi là tương đối lõi rồi, đường kính nó 10 hay là 15 hay là 20 thì người ta cắt để người ta lấy lõi để người ta làm đồ. Thế thì cái giá trị của gỗ xưa như quý vị cũng đã thấy là cái dòng xưa trắng thì cái màu của nó cũng sẽ nhạt hơn so với dòng xưa đỏ. Cái dòng xưa đỏ tí nữa quý vị xem nó sẽ rất là đẳng cấp. Đây là cái cây xưa này là xưa trắng. Còn khi mà chúng ta nhìn cái cây xưa đỏ này, thì cái nõi của nó đây quý vị nhìn thấy này, cái nõi xưa đỏ quý vị nhìn nó khác, nó khác hoàn toàn luôn. Đấy, cái này thì đường kính của nó được có 5 thôi. Quý vị thấy là một trong những cái nõi gỗ xưa đỏ, tuy rằng nó bé nhưng mà nó lại là chất lượng. Thì cái gỗ xưa ấy, thì chúng ta được biết rằng là để mà khai thác ra để làm đồ thì gỗ xưa người ta làm về những cái đồ trang sức, hay là chúng ta làm về đồ nội thất rất là nhiều. Chúng ta sẽ thấy được đây, quý vị nhìn thấy khi mà cắt cái thân nó ra, quý vị thấy không ạ, lõi nó rất là ít và rác nó rất là nhiều. Cái rác trắng kia là chúng ta bỏ nó đi làm củi thôi, không làm được cái gì cả. Càng gỗ tốt bao nhiêu thì cái lõi, cái rác của nó càng đẻo bấy nhiêu. Đấy. Cho nên là chúng ta thấy là khi chúng ta cắt nó ra, chúng ta mới nhìn và chúng ta mới nhận thấy được rằng là nó chia ra làm 3 phần. Đấy, như cái nõi này chúng ta nhìn thấy không ạ? Đấy. Chia ra làm 3 phần, chúng ta sẽ thấy được. Và nó sẽ căn vào cả những cái tuổi thọ của cây nữa. Đấy. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái nõi xưa đỏ, chúng ta thấy không ạ? Nó như là 7 sắc cầu vồng. Đấy. Chúng ta nhìn cái nõi của nó tuyệt vời luôn, xanh đỏ tím vàng, đúng không ạ? Đồ xưa đỏ này ấy, thì làm lên được những cái vòng đeo tay, rồi thì những cái bức Phật, những bức tượng, tất cả những cái vật dụng nội thất trong gia đình mà làm bằng gỗ xưa thì nó là tuyệt đỉnh rồi. Đấy. Và cái màu sắc của gỗ xưa nó cũng có rất là nhiều màu. Đấy. Có những cây thì màu tía, màu sẫm, màu hung đỏ, hung vàng. Đấy, rất là nhiều màu. Mà chúng tôi vẫn thường nói là cái loại xưa xịn là nó là 7 màu, 7 sắc cầu vồng, xanh đỏ tím vàng, đúng không ạ? Thế thì những cái bức tượng mà người ta cũng đã làm từ gỗ xưa để trưng bày trang trí trong phòng khách, để các đại gia, những người lắm của nhiều tiền, người ta hay thường chơi những cái dòng gỗ quý. Thế cho nên là gỗ xưa cũng là một trong những cái gỗ mà để cho các đại gia săn lùng. Và gỗ xưa thì còn làm được cả đũa ăn cơm nữa. Đây cái bộ đũa ăn cơm như quý vị nhìn thấy này, màu sắc của nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Nói đến cái gỗ xưa ấy, thì như mọi người cũng đã biết rồi, một trong những cái dòng gỗ khá là đắt tiền ở tại Việt Nam. Gỗ xưa có thể nói là ở Việt Nam nó đắt không thứ nhất thì cũng thứ nhì. Thế cho nên là cái gỗ xưa này ấy, được rất nhiều các đại gia săn lùng, và đặc biệt là những người Trung Quốc. Người Trung Quốc thì thường hay mua gỗ xưa của Việt Nam và vận chuyển sang bên Trung Quốc để họ làm những cái việc mà họ cần thiết, đúng không ạ? Rất nhiều chuyên gia của Việt Nam không biết là Trung Quốc mua gỗ xưa về để làm gì.
Thế nhưng mà người Việt Nam hiện tại là dùng gỗ sưa để làm các cái đồ trang sức như là vòng đeo tay Phật, đúng không ạ, tượng Phật và một số các cái vật dụng khác mà chúng tôi muốn chia sẻ cho anh em. Và cảm ơn anh em rất là nhiều khi đã quan tâm theo dõi cái video của chúng tôi.